có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, cái các cụ ngày xưa giải thích cho em, mơ thấy thì sinh giữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì, điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm, không đáng lo lắm đâu. Cho nên bạn cứ yên tâm, nhưng dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.